Rồi chào tất cả các bạn nha. Nay bắt đầu tiếp tục cuộc hành trình ngày hôm qua nha các bạn. Nay bắt đầu mình lấy cái chiếc phà tre gấp lẻ này, bắt đầu bơi phà đi múc đất bỏ lên phà tiếp nha. Nó để cho cái lá nhỏng chút xíu nữa mình bỏ đất lên trên cái ở trên cái phà này nha, là nó sẽ đồng xuống à. Không đụng đất luôn. Quá đi qua lọt này. Đó, tới phía trước của mình múc đất ở đó nha. Tới chặng ngang ngã ba này mình mới bắt đầu múc lên đây nha các bạn. Đó, quay phà lại được rồi đó. Đó. Cũng lên đất đầy gạo nữa không. Này gan là đi ăn cắp đất ở bên đây về dục qua bên kia vậy đó. Ngoài ra mình múc ngay chân ngay chỗ này đi nha. Này có đất nè. Đó.
đang ở trong đây dắt kênh cái mình múc đất mình đem ra ngoài sông lớn mình đổ ngoài vậy đó. Ấy rồi lộn rồi mấy cục chi bồn ha. Rồi bắt đầu bơi dài tới nha các bạn. Tải lên đầy rồi. Quá chừng nặng là muốn thoát đi luôn rồi. Tôi còn đụng vô cái trục cầu cái nữa. Kéo này muốn lát bánh luôn á. Đây chuẩn bị ra tới dàm ngã ba sông Cái rồi nha. Đây bên đây cái chiếc phà chìm kéo ngày hôm qua vẫn còn ở đây nữa nè. Đó, ra tới ngoài sông rồi nè, mấy sâu nè. Kéo hết đi luôn rồi. Ổng chèm bẹp chiếc phà luôn. Muốn chìm cái lái luôn nha. Đây bên đây đang bơi dài dài qua tới đây nè nha các bạn. Ôi, muốn kịp hà luôn rồi, quá chừng khủng rồi. Đây, coi phía sau, coi lại nè, hên đó. Nó quay lái cho nó dạt qua bên kia nha.
muốn chèm luôn cơ kìa. Rồi bắt đầu chiếc kia mút lên nha các bạn. Đây cho chiếc cào cạp này bắt đầu cạp quăng lên nha. Nguy hiểm quá, cái lái nước nó vô mí mí luôn kìa. Đó, nhả bỏ mấy bên đây nha các bạn. Này mà cạp quá cái là nó cạp đất lên nhiều quá lên là đây là nó chìm luôn. Chiếc xe nó bật kìa. Con nước cho nó có chân trơn nó ra lẹ hơn. Thấy cái lái phà nước nó vô nó vào mà chưa chìm nữa, thấy ghê không? Đó, cái lái nó nổi lên hơi hơi đó à. Không ơi, nãy nó cẩm bẹp ngang mặt nước luôn nha. Rồi xong phim nhỏ luôn rồi, bữa nào không đi chứ, thiệt tình chứ. Rồi xong mới dựng lên làm lại, ngã ra lại, gạo đất quá chừng nặng. Chân đứng ở trên đây đứng gập gần mà. Rồi hết trơn cái nhà luôn.
Đó, chiếc này tải lên cũng nhiều lắm à. Rồi, ruột cái gạo nữa rồi. Rồi mình xin tạm dừng video tại đây nha các bạn. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo nha.